kính thưa quý vị trong phần giải đáp hôm nay thiền gia soạn giả nguyễn nhân viện chủ tổ đình chùa thiền tông tân diệu sẽ giải đáp cho năm vị và một nhóm phật tử thiền tông gồm một nguyễn văn nhàn cư ngụ tại Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. 2. Trần Minh Khánh, cư ngụ tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. 3. La Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1990, cư ngụ tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. 4. Huỳnh Thị Thu Lan, cư ngụ ở Cà Mau. 5. Phùng Thị Thơm, cư ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 6. Nhóm Phật tử Thiền tông miền Bắc. Đầu tiên là 8 câu hỏi của Nguyễn Văn Nhàn, cư ngụ ở Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa bác, thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân. Con tên là Nguyễn Văn Nhàn, cư ngụ ở Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Con có nghe bác giải đáp cho chị Hoàng Thị Thu Hồng về các vấn đề liên quan đến bài 24 trong giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam. Con cũng có vài thắc mắc, xin bác giải đáp cho con. Câu hỏi 1 của Nguyễn Văn Nhàn, cư ngụ ở Xuyên Mộc, Bà rịa Vũng Tàu. Thưa bác, chị Hoàng Thị Thu Hồng hỏi bác câu 20 là Quốc gia nào có khả năng giúp lời dạy của Đức Phật có thể áp dụng được? Bác trả lời, nếu thế giới không tìm ra giải pháp, hãy tìm đến nước vô cấu để hỏi. Thưa bác, con xin hỏi, nước này tại sao lại có tên là vô cấu ạ? À? bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1 của cháu Nguyễn Văn Nhàn. Nước vô cấu là nước không tranh giành quyền lực. Vì quyền lực thuộc về nhân dân nên gọi là nước vô cấu. Tức nước không cấu xé giành quyền lực. Câu hỏi 2 của Nguyễn Văn Nhàn cư ngụ ở Xuyên Mộc Bà rì Vũng Tàu. Thưa bác, nước vô cấu này nằm ở đâu trên bản đồ thế giới thưa bác? bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi 2 của cháu nguyễn văn nhàn nước vô cấu này nằm ở phương đông của đông nam á câu hỏi 3 của nguyễn văn nhàn cư ngụ ở xuyên mộc bà rịa vũng tàu thưa bác tại sao muốn loài người và trái đất tiếp tục tồn tại thì phải đến nước vô cấu này ạ à? bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi 3 của cháu nguyễn văn nhàn vì ở nước vô cấu này là nơi công bố ra tinh hoa của đạo Phật. Trong đó có phần Đức Phật viết: Muốn cứu trái đất và nhân loại không bị diệt vong sớm thì phải nghe lời trình bày của Đức Phật về ba phần tổ chức ở trái đất này và lý do gì loài người bị diệt vong sớm. Trước hết, loài người phải biết tổ chức ba phần ở trái đất này gồm Phần 1. Tổ chức loài người ở trái đất có mấy thời kỳ? Phần 2. Tổ chức các loài vô hình ở trái đất có nhiệm vụ gì? Phần 3. Tổ chức các đạo giáo ở trái đất này để làm chi? Đầu tiên, loài người phải học cho thông ba phần nêu trên thì trí con người sẽ hiểu được sự thật ở trái đất này. Thì tánh con người tự nhiên được chuẩn đúng Bốn phần tánh của con người gồm Một là tưởng Con người không còn tưởng tượng nữa Thì tánh tưởng của con người được chuẩn lại Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính Hai là tham Tánh con người không còn tham lam nữa Tức không còn muốn chiếm lấy vật gì của người khác Ba là ác Tính con người không còn ác độc nữa Tức không còn muốn hại ai Bốn là kiến chấp Tính con người không còn kiến chấp nữa Tức không còn cho ta là tài giỏi nữa Tính người mà không kiến chấp Thì người này tự nhiên rất thiền lành Nếu các vị lãnh đạo thế giới Chỉ cần học ba phần nói trên thôi thì bốn thứ tánh của những vị này Làm cho thế giới yên bình ngay Còn các vị chịu khó thêm một chút Ngồi đọc bài thứ 24 của Đức Phật trình bày Thì chiến tranh các nước tức cắt dừng lại liền Còn các vị chịu khó thêm một chút nữa Ngồi đọc quyển giáo lý Đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam Mà tri và kiến tính Phật của quý vị mở ra thì ở trái đất này Loài người chúng ta sẽ sống xem nhau như là anh em ruột thịt vậy Chiến tranh không khi nào xảy ra Câu hỏi 4 của Nguyễn Văn Nhàn Cư ngụ ở Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu Thưa bác, tại sao nước vô cấu này Lại được Đức Phật Thích Ca trao cho dinh dự lớn đến như thế ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của cháu Nguyễn Văn Nhàn Vì ở nước vô cấu này có cốt cách nòi giống con rồng con tiên nên đức phật trao cho danh dự này còn danh dự này có thực hiện được hay không là do các vị lãnh đạo quốc gia của nước vô cấu câu hỏi năm của nguyễn văn nhàn cư ngụ ở xuyên mộc bà Rịa, vũng tàu thưa bác nước vô cấu này chỉ nhận nhiệm vụ cao quý này vào thời của đức phật thích ca thôi hay sao ạ bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi năm của cháu nguyễn văn nhàn vì ở nước vô cấu này là nước có nhiệm vụ phổ biến ra tinh hoa của nhân loại Nên Đức Phật Thích Ca trao cho nhiệm vụ này Để thế giới không còn chiến tranh nữa Loài người sống yên bình, không tranh giành hơn thua nữa Câu hỏi 6 của Nguyễn Văn Nhàn cư ngụ ở Xuyên Mộc, Bà Rìa, Vũng Tàu Thưa bác, nếu lãnh đạo các quốc gia trên thế giới không quan tâm đến lời dạy của Đức Phật trong bài 24 Vậy nước vô cấu này có bị ảnh hưởng gì không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của cháu Nguyễn Văn Nhàn Nếu lãnh đạo các quốc gia trên thế giới Không quan tâm đến lời dạy của Đức Phật trong bài 24 Thì nước vô cấu không làm tròn nhiệm vụ của mình Nhân dân nước vô cấu này phải chết theo chiến tranh sẽ bị quỷ diệt bởi những quả bom kinh khủng do loài người chế tạo ra. Câu hỏi 7 của Nguyễn Văn Nhàn, cư ngụ ở Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa bác, nếu lãnh đạo các quốc gia trên thế giới quan tâm và làm theo đúng lời Phật dạy trong bài 24, thì nước vô cấu này sẽ như thế nào ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7 của Nguyễn Văn Nhàn. Nếu lãnh đạo các quốc gia trên thế giới quan tâm và làm theo đúng lời của Đức Phật dạy trong bài 24 thì nước vô cấu này tạo được phước lớn cho nhân loại. Nhân loại thế giới đời đời nhớ ơn nước vô cấu này vậy. Câu hỏi 8 của Nguyễn Văn Nhàn, cư ngụ ở Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa bác, ở câu 29, chị Hoàng Thị Thu Hồng có hỏi bác, những ai còn có thể sống sót sau thảm họa diệt vong sớm này Bác trả lời, những người sống trong hang núi sâu và hải đảo. Thưa bác, vậy sau đó cuộc sống của họ sẽ ra sao ạ? À? Con xin cảm ơn bác Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đã trả lời thắc mắc cho con ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 8 của cháu Nguyễn Văn Nhàn. Cuộc sống của những người này sống trở lại thời kỳ đồ đá. Cũng bởi con người sử dụng bốn thứ tánh: tưởng, tham, ác độc, và kiến chấp quá nhiều nên mới đưa con người sống thời kỳ văn minh nguyên tử điện tử trở lại sống vào thời kỳ đồ đá đây là quy luật tất yếu của thế giới nhân quả luân hồi này bác nguyễn nhân cảm ơn cháu nguyễn văn nhàn cư ngụ ở xuyên mộc bà rịa vũng tàu đã hỏi bác tám câu rất hay làm lợi ích cho trái đất và loài người bác nguyễn nhân Tiếp theo là 7 câu hỏi của Trần Minh Khánh, cư ngụ ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, con tên là Trần Minh Khánh, cư ngụ ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Con có nghe bác giải đáp cho chị Hoàng Thị Thu Hồng về các vấn đề liên quan đến bài 24 trong Giáo lý Đạo Phật Khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam. Con cũng có vài thắc mắc, xin bác giải đáp cho con ạ. À. Câu hỏi 1 của Trần Minh Khánh, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Chị Hoàng Thị Thu Hồng có hỏi câu 26. Cõi vô hình có chi phối đến các cuộc chiến tranh trên thế giới hay không? Bác trả lời: Theo lời dạy của Đức Phật, chiến tranh của con người là do nghiệp cõi vô hình điều khiển. Thưa bác, đẳng cấp nào trong cõi vô hình điều khiển để thúc đẩy sự hủy diệt của loài người và trái đất? Lý do gì họ làm như vậy và là bằng cách nào? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi một của Trần Minh Khánh. Đức Phật dạy, điều khiển thân người có 6 thứ tánh gồm một tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang trở về Phật giới thành Phật. 2. tánh người có 16 thứ tánh nhỏ làm theo sự điều khiển của tánh Phật ba tánh thánh giúp tánh người sống nhân nghĩa lễ trí tính đúng tư cách của một con người bốn tánh tiên giúp tánh người sống nhàn hạ không làm bậy không tin bậy để rồi bị nhân quả năm tánh thần theo quản lý thân và tánh người thực thi nhân quả sáu tánh ngạ quỷ kè kèo theo thân và tánh người suối làm bậy để tính người không tạo được công đức vào loài ngã quỷ sống để tránh vị thần thực thi nhân quả người nào mà sống với tính ngã quỷ rồi thì chuyên giành giật của người khác muốn giết người khác bắt người khác phải quỳ lại mình ngã quỷ nói gì cũng phải nghe theo vân vân cháu xem bác trình bày các phần nêu trên Cháu lấy trí khoa học của cháu để biết Bác cũng nói rõ cho các cháu biết Nhiệm vụ của bác là giữ quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam Do Đức Phật trao cho Long Nữ Tức người nữ ở đất rồng Người nữ đất rồng này giao lại cho bác trình giữ Học thuộc lòng trên 60 năm nay Ngày nay đem ra sử dụng Các cháu muốn hỏi gì? Tự do hỏi bác sẽ trả lời rõ ràng và rành mạch theo khoa học vật lý. Nhưng bác chỉ trả lời cho những người có trí tuệ sáng suốt biết. Người nào có tần số điện từ âm dương mà điện từ dương phải là 10 trên 10 hay 9 trên 10 thì mới tiếp nhận được. Còn những người có tần số điện từ dương từ 8 trên 10 trở xuống thì hoàn toàn không tiếp nhận được lời của Đức Phật dạy trong bài 24 này. Có khi những người này còn chửi đức Phật nữa là khác. Câu hỏi 2 của Trần Minh Khánh, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, còn đẳng cấp nào trong cõi vô hình điều khiển để giúp loài người và trái đất có thể tồn tại lâu hơn trong chu kỳ thành trụ hoại diệt này ạ? À? Nếu giúp thì họ giúp bằng cách nào ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 của Trần Minh Khánh. Cháu muốn bác trả lời câu hỏi này thì cháu phải biết toàn diện lời của Đức Phật dạy cơ bản như sau. Một, tổ chức càng khôn vũ trụ. Hai, tổ chức Phật giới. Ba, tổ chức tam giới. Bốn, tổ chức trái đất. Năm, tổ chức loài người. Sáu, tổ chức loài vô hình. Thì cháu mới biết được những lời hỏi của cháu về đẳng cấp nào trong cõi vô hình điều khiển để giúp loài người và trái đất có thể tồn tại lâu hơn trong chu kỳ thành trụ ngoại diệt. Bác sẽ trả lời câu hỏi hai này trong phạm vi câu hỏi. Nơi trái đất này do ban bệ trời tứ thiên vương sản xuất ra 10 triệu năm mới xong. Tuổi thọ của trái đất là 10 tỷ năm. Trái đất luân chuyển do sức hút của điện tử âm dương theo chu kỳ thành trụ ngoại. Cứ 10.000 năm loài người đánh nhau chí tử một lần, tiêu diệt sự sống trên trái đất này bằng những vũ khí nguyên tử, hóa chất và vi trùng. Loài người đánh nhau như vậy đúng một triệu lần. Trong ruột trái đất, khí hydro cũng đã cháy hết. Trái đất tự tan rã ra thành bụi không gian nên gọi là diệt khi ban bệ trời tứ thiên vương lập sông trái đất ở trái đất có tám loài sống chung nhiệm vụ các loài như sau thứ nhất loài người có các nhiệm vụ một lập quốc gia hai bảo vệ quốc gia thứ hai là loài thần do thần chủ và thần mẫu trái đất có tám nhiệm vụ một cho phép tính phật từ phật giới vào trái đất vào gia đình xin làm con của cha mẹ mượn thân và tánh người tạo công đức mang trở về phật giới thành phật hai lập ra ban kiểm soát tính phật mượn thân và tánh người tạo công đức hay tạo nghiệp ba lập ra ban thực thi nhân quả để thực thi nhân quả tính phật mượn thân và tánh người tạo công đức hay tạo nghiệp. 4. Lập ra ban thần nghi lễ để hành các buổi lễ của các vị Phật từ Phật giới phân thân vào trái đất cũng như các vị trời từ tam giới xuống trái đất làm chuyện gì đó ở trái đất này. 5. Lập ra ban thần hộ pháp để gìn giữ năm pháp môn của Đức Phật dạy tu theo công thức nhân quả luân hồi của trái đất. 6. Lập ra ban thần Kim Cang để gìn giữ pháp môn thiền tông của Đức Phật dạy cho người văn minh, nguyên tử và điện tử tu để tạo công đức mang trở về Phật giới. 7. Lập ban thần quản lý địa ngục để quản lý những người xảo trá, lừa người mê muội. 8. Lập ra ban thần quản lý núi non, sông hồ, rừng cây, biển cả để trái đất được sinh tươi. Thứ ba là loài thánh do thánh chủ và thánh mẫu trái đất có bốn nhiệm vụ một lập ra ban lập ra ba đạo thần thánh tiên để tánh phật khi mượn thân và tánh người mà phát ra tưởng tượng nhiều quá vào một trong ba đạo thần thánh tiên này tu để chờ ngài vị phật cho công bố pháp môn giải thoát ra trở lại mang thân người đến học công thức tạo công đức trở về phật giới hai lập ra ban quản lý ba đạo thần thánh tiên để gìn giữ ba đạo này ba lập ra ban trợ giúp tánh người cho tánh phật mượn thân và tánh người tạo công đức sống trong nhân nghĩa lễ trí tính để khi tánh phật mang thân và tánh người công tin bậy và làm bậy mà bị nhân quả phải đi luân hồi không chờ ngài trở về phật giới được bốn lập ra ban phụ giúp ban nghi lễ thần để giúp ban nghi lễ thần thực hiện khoảng 20 buổi lễ tiếp toán các vị kim sân phật từ phật giới phân thân vào trái đất làm việc cũng như các vị trời từ tam giới xuống trái đất làm việc với các vị lãnh đạo thần thánh tiên ở trái đất nam diêm phù đề này thứ bốn là lời tiên do tiên chủ và tiên mẫu trái đất có bốn nhiệm vụ một lập ra nước bồng lai tiên cảnh và đại hải thanh tịnh là nơi mà các tín phật mượn thân và tánh người tạo công đức nhưng chưa đến ngày vị phật cho công bố công thức tạo công đức ra vào tu một trong ba đạo thần thánh tiên này để chờ ngày vị phật cho công bố ra pháp giải thoát trở lại mang thân người học công thức tạo công đức mang trở về Phật giới. 2. Lập ra ban quản lý nước bồng lai tiên cảnh và đại hải thanh tịnh. 3. Lập ra ban trợ giúp tánh người cho tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức, sống trong an nhàn để không tạo nghiệp. 4. Lập ra ban phụ giúp ban nghi lễ thần để phụ giúp ban nghi lễ thần thực hiện các chương trình lễ. Thứ năm là loài ngạ quỷ Do ngạ quỷ chúa trái đất tự do làm các việc như sau Một, nhập vào xác người nào thích linh thiêng để lập ra này ra kia Hai, theo dụ các tính Phật mượn thân mà tính người làm bậy để không tạo công đức Ba, nhập vào bốn thứ tánh của con người thích, tưởng, tham, ác và kiến chấp nhiều để làm những chuyện mà người này ham muốn. Câu hỏi của cháu nằm gọn trong năm loài, người, thần, thánh, tiên và ngạ quỷ. Cháu là người nếu có tận số điện từ dương từ 9 trên 10 và 10 trên 10 thì mới hiểu được đẳng cấp nào trong cõi vô hình điều khiển để giúp loài người và trái đất có thể tồn tại lâu hơn trong chu kỳ thành trụ hoại diệt Chứ bác không thể nói trắng ra cho cháu biết được Câu hỏi 3 của Trần Minh Khánh Cứ ngủ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh Thưa bác Chúng con chỉ là một công dân bình thường Khi nghe bài 24 Còn rất lo lắng Nhưng nếu lãnh đạo của đất nước Cũng nghe bài 24 Nhưng lại không tin Không quan tâm Thì chúng con phải làm sao đây ạ à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3 của Trần Minh Khánh. Bác nghe nói nhà nước cho nhân dân làm chủ quốc gia thì các cháu tự lo liệu, chứ bác làm sao biết được. Câu hỏi 4 của Trần Minh Khánh, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, chúng con chỉ là người dân bình thường. Sau khi nghe lời dạy của Đức Phật trong bài 24 thì mỗi chúng con nên làm gì ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của Trần Minh Khánh Phần này các cháu được nhà nước giao cho quyền làm chủ quốc gia Các cháu tự mở trí huệ sáng suốt ra Để biết làm gì Chứ bác nay đã 84 tuổi rồi Trí huệ đâu còn sáng suốt nữa Mà góp ý với tụi cháu Còn các cháu không suy nghĩ được Thì làm thinh Câu hỏi 5 của Trần Minh Khánh Cứ ngủ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh Thưa bác nếu các vị lãnh đạo các quốc gia nghe theo lời dạy của Đức Phật trong bài 24 Thì ngoài việc giúp cho loài người và trái đất tồn tại lâu thêm Thì bản thân họ tạo nhân quả như thế nào ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 5 của Trần Minh Khánh Nếu các vị lãnh đạo quốc gia nghe theo lời Phật dạy trong bài 24 Thì ngoài việc giúp cho loài người và trái đất tồn tại lâu thêm thì bản thân họ tạo được đại phước cho nhân loại đó. Câu hỏi 6 của Trần Minh Khánh, cư ngụ ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, nếu các vị lãnh đạo, các quốc gia không nghe theo lời Phật dạy trong bài 24 thì ngoài việc không cứu được loài người và trái đất thì bản thân họ tạo nhân quả như thế nào ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của Trần Minh Khánh nếu các vị lãnh đạo các quốc gia không nghe theo lời Phật dạy trong bài 24, thì ngoài việc không cứu được loài người và trái đất bị quỷ diệt sớm, thì bản thân họ cũng phải sống theo nhân quả của trái đất này. Họ cũng giống như đang đi trên tàu, tàu chìm thì họ cũng chìm theo vậy. Câu hỏi 7 của Trần Minh Khánh, cư ngụ ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, người có tần số như thế nào thì sẽ nghe hoặc là không nghe theo lời dạy của Đức Phật trong bài 24 ạ. À. Con xin cảm ơn bác Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đã trả lời thắc mắc cho con ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7 của Trần Minh Khánh. Người có số điện từ âm dương dương cao 10 trên 10 hay 9 trên 10 thì họ mới thích nghe lời dạy của Đức Phật bài 24 và hành theo bài 24 này. Còn người có tận số âm dương Âm quá nhiều Khi họ nghe lời dạy trong bài 24 của Đức Phật Họ không thèm để ý đến Bác Nguyễn Nhân cảm ơn cháu Trần Minh Khánh Cư ngụ ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh Hỏi bác bảy câu rất hay và bổ ích Bác Nguyễn Nhân Tiếp theo là 10 câu hỏi của La Thị Hoàng Oanh Sinh năm 1990 Cư ngụ tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh con tên La Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1990, hiện đang cư ngụ tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Con có một số thắc mắc về tình hình thời cuộc hiện tại trên thế giới. Mong bác giải đáp giúp cháu và mọi người được biết ạ. À. Xin thành thật cảm ơn bác. Câu hỏi 1 của La Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1990, hiện cư ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện trên mạng xã hội, mọi người đang bàn tán nhau về sự trùng hợp của những con số, cụ thể như sau. Thế chiến thứ nhất khởi đầu ngày 28 tháng 7 năm 1914, nếu lấy tổng các con số cộng lại sẽ là 28 cộng 7 cộng 19 cộng 14 bằng 68. Tương tự, Thế chiến thứ hai khởi đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 1939, lấy tổng các con số là 01 cộng 9 cộng 19 cộng 39 bằng 68. Ngày nước Nga khởi chiến đánh Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, lấy tổng các con số là 24 cộng 2 cộng 20 cộng 22 bằng 68. Ý 1. Mọi người đang bàn tán về sự trùng hợp của các con số này Liệu ngày 24 tháng 2 năm 2022 cộng các con số lại ra con số 68 lần thứ 3 này có phải là ngày khởi đầu cho thế chiến thứ 3 hay không? Ý 2 Bác có ý kiến gì về con số 68 trùng hợp này không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1 của La Thị Hoàng Oanh Ý 1 đây là con số ngẫu nhiên. Chúng ta sống phải thực tế và khoa học. Đừng tin vào con số ngẫu nhiên này mà trở thành người mê tín. Ý 2. Bác không có ý kiến gì về con số 68 này. Câu hỏi 2 của La Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1990, hiện đang cư ngụ tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Trong tánh người có 16 thứ mà bốn tánh nổi trội nhất là tưởng, tham, ác và kiến chấp là nguyên nhân chính gây ra nhân quả luân hồi. Có phải đang thể hiện ở các cuộc chiến trên thế giới hiện tại này không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 của La Thị Hoàng Oanh. Đúng rồi, tánh con người có 16 thứ. Người nào sử dụng bốn thứ tánh, tưởng, tham, ác và kiến chấp nhiều là sinh ra nhân quả luân hồi. Ở trên trái đất này cũng vì bốn thứ tánh, tưởng, tham, ác và kiến chấp của con người nên gây ra chiến tranh giữa hai nước, trong vùng hoặc cả thế giới là do bốn thứ tánh, tưởng, tham, ác và kiến chấp của con người. Câu hỏi 3 của La Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1990, hiện đang cư ngụ tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Một nước lớn đem quân đánh một nước nhỏ hơn, xin hỏi đó có phải là quy luật mạnh được yếu thua được thể hiện trên trái đất này hay đây là nhân quả giữa hai nước với nhau thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3 của La Thị Hoàng Oanh. Quy luật thế gian này mạnh được yếu thua đây cũng là luật nhân quả ở trái đất này vậy. Nhưng chủ yếu là tánh tưởng, tham, ác và kiến chấp của tánh con người mà ra. Câu hỏi 4 của La Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1990, hiện đang cư ngụ tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Đức Phật có báo trước những cuộc đại chiến của nhân loại trong quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của La Thị Hoàng Oanh. Trong quyển giáo lý Đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam, Đức Phật chỉ nói cho loài người biết về quy luật thành trụ hoại diệt của trái đất này mà thôi. Chứ Đức Phật không nói đại chiến giữa các nước. Đức Phật chỉ nhắc nhở con người là đồng loại với nhau, đừng sử dụng tính ác của tính người mà bắn giết nhau, rồi con người sẽ đi đến cùng hủy diệt nhau. Câu hỏi năm của La Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1990, hiện đang cư ngụ tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Ý 1. Đức Phật có chỉ dẫn phương cách nào để cứu vãn cuộc chiến hiện tại giữa Nga và Ukraine để không trở thành thế chiến thứ ba không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời ý 1. Câu hỏi 5 của La Thị Hoàng Oanh. Ý 1. Đức Phật có nói tìm phương cách nào để không chiến tranh chứ Đức Phật không có nói cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Nếu loài người sợ chiến tranh hủy diệt thì loài người hãy nghe lời chỉ dẫn của Đức Phật có nêu rõ trong nguyện giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam. Nếu loại người nghe mà thực hiện đúng lời của Đức Phật trình bày và hướng dẫn Thì trái đất này là thiên đàng trần gian này vậy Ý 2 Giả sử thế chiến thế giới thứ ba xảy ra Với các loại vũ khí tối tân mà các quốc gia đang sở hữu hiện tại Như vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử, vũ khí sinh học, vũ khí hóa học vân vân có thể gây hủy diệt hàng loạt sự sống trong tích tắc vậy nếu các quốc gia dùng những loại vũ khí này cho thế chiến thứ ba thì trái đất sẽ ra sao ạ à? bác Nguyễn Nhân trả lời ý hai câu hỏi năm của La Thị Hoàng Anh khi thế chiến thứ ba nổ ra thì người dân trên trái đất này đều chết hết vua chúa quan dân gì cũng chết theo tiền thì thành tro vàng thì chảy thành cục nhà cửa thì cũng thành đống gạch vụn bác tin rằng thế chiến thứ ba khó xảy ra lắm vì sao bác đưa cụ thể như sau một năm 1945 Mỹ thả hai trái bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của nước Nhật sức nóng của quả bom nguyên tử lên đến 4.000 độ C, bán kính hủy diệt là 2 km, sức nổ của mỗi quả bom tương đương 1.000 tấn thuốc nổ TNT. 2. Còn ngày nay, vũ khí hạt nhân, các vị kỹ sư cho gia tăng độ nóng lên 3.000 lần của quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống nước Nhật Bản ở hai thành phố Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945 Nagasaki ngày 9 tháng 8 năm 1945 Có nghĩa là sức nóng của quả bom hạt nhân hiện nay là 12 triệu độ Bán kính ghi diệt là 60 km Bác xem trên mạng Số bom hạt nhân mà các nước đang có gồm Nước Nga có 1.600 quả Nước Mỹ có 1.800 quả Nước Pháp có 280 quả. Nước Trung Quốc có 280 quả. Nước Ấn Độ có 160 quả. Nước Pakistan có 160 quả. Nước Israel có 90 quả. Nước Triều Tiên có 45 quả. Trên đây chỉ là phổ biến của các nước trên mạng. Chớ sự thật không phải như vậy. Vừa rồi có vị lãnh đạo cao của nước nào đó công khai nói rằng Nước Nga có trên 5.000 quả bom nguyên tử. Nước Mỹ cũng có trên 5.000 quả bom nguyên tử. Nếu Thế chiến thứ ba mà các nước mang bom hạt nhân ra sử dụng hết, thì trái đất này sẽ trở lại thành đồ đá ngay. Vì vậy, các vị lãnh đạo thế giới không dạy gì mà mở chiến tranh thế giới thứ ba, để rồi tự mình giết mình, giết cả cha, mẹ, ông, bà, con cháu mình nữa. Vì vậy, Thế chiến thứ ba khó mà xảy ra lắm. Câu hỏi 6 của La Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1990, hiện đang cư ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Có phương cách nào để kiềm hãm bớt tánh tham và tánh ác của con người không? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của La Thị Hoàng Oanh. Có, nhưng không ai chịu thực hiện. Vì sao? thì ai cũng kiến chấp cho ta là tài giỏi nhất. Người mà muốn bỏ cái ta, cái tôi thì phải tìm học cho thuộc sáu phần như sau. Tự nhiên sẽ bỏ cái tôi và cái ta sẽ biến mất ngay. Gồm một Phải tìm hiểu con người của mình có đến 16 thứ tánh. Hai Trong 16 thứ tánh của mình có bốn thứ tánh tưởng, tham, ác và kiến chấp. Mình không nên sử dụng bốn tính này quá mức của nó. 3. Phải học và hiểu cho thật rõ cõi vô hình và nhiệm vụ của các loài này là gì. 4. Phải học và hiểu cho thật rõ các đạo ở trái đất này lập ra để làm chi. 5. Phải học và hiểu cho thật rõ tổ chức trái đất này như thế nào. 6. Phải học và hiểu cho thật rõ tổ chức của hệ mặt trời ra sao. Các vị lãnh đạo cao mà hiểu được sáu cơ bản nêu trên thì không cần kiềm hãm tánh tưởng, tham ác và kiếm chấp của mình mà tự nhiên các tánh này chìm mất thì trái đất này sẽ an ổn ngay. Không cần kiềm hãm các tánh tưởng, tham ác và kiếm chấp của mình làm chi? Câu hỏi 7 của La Thiện Hoàng Oanh, sinh năm 1990, hiện đang cư ngụ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Trong bài 24 trích trong quyển Giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền tông Việt Nam có đoạn viết: Loài người phải xóa bỏ cách sống theo trí óc của người thời kỳ đồ đồng. Lãnh đạo của mỗi quốc gia phải tổ chức theo người thời văn minh, nguyên tử, điện tử, dẹp đi cai trị chấp ngã của người thời kỳ đồ đồng. Xin bác giải thích rõ hơn về câu: Lãnh đạo của mỗi quốc gia phải tổ chức theo người thời văn minh, nguyên tử, điện tử là tổ chức sao ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7 của La Thị Hoàng Oanh Câu này bác không cần giải thích Vì sao? Vì các vị ai cũng học cao hiểu rộng Bác chỉ là người học chưa đầy lá mít Ít hơn lá me Thì bác làm sao giải thích đúng được? Thôi, cháu bỏ câu hỏi này đi còn nếu các vị lãnh đạo của mỗi quốc gia muốn biết tổ chức theo người thời văn minh nguyên tử điện tử mà đức phật có trình bày ra nơi quyển giáo lý đạo phật khoa học vật lý thiền tông việt nam thì vị nào đó có quyền cho xuất bản quyển giáo lý đạo phật khoa học vật lý thiền tông này ra thì sẽ biết tổ chức lãnh đạo của mỗi quốc gia theo người thời văn minh nguyên tử điện tử như thế nào liền nếu các vị lãnh đạo các quốc gia trên thế giới triệt để áp dụng bài 24 của Đức Phật trình bày nơi quyển Giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam thì các nhà lãnh đạo các quốc gia sẽ hết chuyện bàn cãi nhau như hiện nay. Các vị có thời gian đi thăm nước này, nước kia xem như là bạn hết. Câu hỏi 8 của La Thiện Hoàng Oanh sinh năm 1990 Hiện đang cư ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Về tổ chức quân sự của mỗi quốc gia, phải tổ chức theo người thời văn minh, nguyên tử, điện tử, dẹp đi tổ chức quân sự theo thời kỳ đồ đồng là sao ạ? À? Xin bác có thể giải thích rõ hơn câu này để mọi người cùng hiểu ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 8 của La Thiện Hoàng Oanh về tổ chức quân sự của mỗi quốc gia theo người thời Văn Minh nguyên tử điện tử. Phần này Đức Phật có trình bày rất rõ nơi bài 24 của quyển Giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền tông Việt Nam. Khi sách được xuất bản ra, ai đọc được quyển Giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền tông Việt Nam đều viết rõ như ban ngày. Câu hỏi chính của La Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1990, hiện đang cư ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Còn về tổ chức theo đạo giáo của mỗi quốc gia, phải tổ chức theo người thời văn minh, nguyên tử, điện tử là tổ chức thế nào ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi chính của La Thị Hoàng Oanh. Câu này cháu cũng phải tìm những vị sau đây hỏi thì các vị này sẽ dạy cho gồm một các vị có bằng tiến sĩ phật học hai các vị có bằng tiến sĩ thần học ba các vị có bằng tiến sĩ thánh học bốn các vị là hòa thượng thiền sư năm các vị tu hành chứng quả thánh a la hán sáu các vị là giảng sư các ngành nghề có danh tiếng bảy các vị tu hành đắc đạo thấy được cõi âm vân vân cháu hỏi là đúng nhất còn bác học chưa đầy lắm ít ít hơn lá me làm sao bác trả lời cho cháu biết được câu hỏi 10 của La Thị Hoàng Oanh sinh năm 1990 hiện đang cư ngụ tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh kế đến là tổ chức dân sinh sao cho văn minh nguyên tử điện tử là tổ chức thế nào ạ à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 của La Thị Hoàng Oanh. Tổ chức chân sinh cho người văn minh, nguyên tử, điện tử thì cháu cũng phải hỏi những vị chuyên ngành về nhà ở là phải. Bác Nguyễn Nhân cảm ơn 10 câu hỏi của cháu La Thị Hoàng Oanh ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Cháu hỏi rất hay và bổ ích. Bác Nguyễn Nhân Tiếp theo là 10 câu hỏi của Quỳnh Thị Thu Lan ở Cà Mau. Thưa chú, các bằng chứng khoa học cho thấy rằng có một lò phản ứng hạt nhân tại Ologapon là công trình do con người tạo nên từ 2 tỷ năm trước. Phương thức hoạt động kỳ lạ và phương pháp xử lý chất thải của nó khiến các nhà khoa học đương thời phải khâm phục. So với lò phản ứng hạt nhân khổng lồ này thì lò phản ứng hạt nhân lớn nhất mà nhân loại có thể xây dựng ngày nay cũng không thể so sánh được. Cho thấy rằng, từ 2 tỷ năm về trước, đã có một nền văn minh phát triển rất cao, vượt xa nền văn minh nhân loại ngày nay. Chú cho con hỏi. Câu hỏi 1 của Quỳnh Thị Thu Lan, cư ngụ Cà Mau. Đỉnh cao của nền văn minh trong mỗi chu kỳ 10.000 năm của trái đất như nhau không? Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1 của Quỳnh Thị Thu Lan Loài người sống trên trái đất này cứ chu kỳ 10.000 năm đánh nhau tự quỷ diệt nhau Đây là theo quy luật chu kỳ thành trụ hoại Đúng một triệu lần là trái đất bị tan rã gọi là diệt Công thức nào thoát ra quy luật này? Còn lò phản ứng hạt nhân tại Úc Lô của nước Cộng hòa Carbon, Phi Châu. Đây là lò phản ứng hạt nhân của các vị kỹ sư người Đức xây dựng vào năm 1903. Khi các nước văn minh, khoa học, công nghiệp phương Tây rầm rộ tổ chức đi chiếm các nước thuộc địa. Người Pháp chiếm ba nước Đông Dương là Việt, miên lào việt là việt nam miên là cao miên người pháp gọi là campos sau gọi là campuchia ngày nay gọi là cambodia lào ngày nay nước lào vẫn giữ nguyên người anh chiếm các nước ấn độ thái lan malaysia v v người đức chiếm các nước phía châu trong đó có nước cộng hòa carbon các kỹ sư người Đức mới xây dựng núi Urani, một lò phản ứng hạt nhân để lấy chất uranium đem về nước Đức chế tạo ra bom nguyên tử. Họ sản xuất ra được rất nhiều quả bom nguyên tử này. Khi con người bắt đầu tiến vào thời kỳ văn minh, khoa học vật lý cao, cũng là lúc bốn thứ tánh, tưởng, tham, ác và kiến chấp của con người bắt đầu nổi lên thật mạnh. Do đó, năm 1938, những vị lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, nước nào có nền văn minh, khoa học, vật lý cao, họ chia ra làm hai phe. Phe thứ nhất gồm có các nước Nhật, Đức, Ý. Phe thứ hai gồm có các nước Nga, Tàu, Anh, Mỹ. Mở ra Thế chiến thứ hai vào ngày 1 tháng 9 năm 1939. Nga và Mỹ đánh nước Đức. Hai nước Nga và Mỹ bắt toàn bộ kỹ sư của người Đức và mỗi nước tịch thu được mấy chục quả bom nguyên tử. Đến năm 1945, nước Đức và nước Ý đầu hàng. Còn riêng nước Nhật thì không đầu hàng. Do đó, Mỹ mới sử dụng máy bay thả hai quả bom nguyên tử xuống nước Nhật. Nước Nhật mới chịu đầu hàng. Quả thứ nhất Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945. Quả thứ hai, Mỹ thả xuống thành phố Nagasaki ngày 9 tháng 8 năm 1945. Mỹ lấy hai quả bom nguyên tử thả xuống nước Nhật là của nước Đức sản xuất. Nhiên liệu là uranium lấy từ lò phản ứng hạt nhân ở Oslo, nước Cộng hòa Gabon, Phi Châu. Lò phản ứng hạt nhân này được người Đức xây dựng cách năm 2022 là 119 năm, chứ làm gì có chuyện 2 tỷ năm. Người ta không nghiên cứu kỹ lịch sử nên mới nói là lò phản ứng hạt nhân ở Oslo, nước Cộng hòa Carbon, Phi Châu có cách đây là 2 tỷ năm. Người nào nói lò phản ứng hạt nhân ở Oslo, nước Cộng hòa Carbon, Phi Châu có cách đây là 2 tỷ năm thì người này không biết hai phần như sau một không biết tổ chức trái đất này như thế nào hai họ không biết thành trụ hoại diệt của trái đất nên họ mới tưởng tượng ra nói vậy câu hỏi 2 của Quỳnh Thị Thu Lan cư ngụ Cà Mau đến giai đoạn nào các nhà khoa học có thể giải mã được những bí ẩn của nhiều công trình khoa học cổ đại như kim tự tháp và nhà máy hạt nhân 2 tỷ năm trước ở Con Lô Gà Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 của Quỳnh Thị Thu Lan Các nhà khoa học hiện nay họ biết tất cả những kiến trúc của kim tự tháp của Oclo Carbon Chỉ có những người có đỏ tưởng tượng Họ tưởng tượng ra những chuyện thần thánh quá về kim tự tháp của nước Ai Cập, về lò phản ứng hạt nhân Oslo của nước Cộng hòa Gabon, về đền ăn có vát, ăn có thơm của nước Campuchia là do con người thực hiện như vạn lý trường thành của nước Trung Quốc vậy thôi. Chớ di tích nào cũng có lịch sử hết. Cháu qua nước Campuchia đến hai đền ăn có và ăn có thơm thành phố Siem Điệp. Người dân Việt Nam gọi là đế thiên đế thích tức đền thờ vua trời và vua sải. Sự thật hai đền này người ta xây dựng để thờ hai vị thần. Một là vị thần Vishnu, hai là vị thần Hindu. Hai đền này bắt đầu xây dựng từ năm 1123 đến năm 1150 để thờ hai vị thần Vishnu và vị thần Hindu. Đá xây dựng lấy từ núi Hồng cách thành phố Simriệp 30 km. Mỗi viên đá đều có đục một cái lỗ để voi kéo đi đến đền Angkor Wat. Người ta đưa viên đá lên cao bằng cách nào? bằng cách là người ta đào xung quanh đền Angkor Wat một cái mương lấy đất từ đây để đắp từ từ lên cho voi kéo viên đá lên cao. Khi đền Angkor Wat xây dựng xong người ta kéo ra sao cũng để xây dựng đền ăn co thom những người tinh thần thánh thích linh thiêng họ nói hai công trình này là của mấy ngày linh thiêng phù phép xây lên vì sao người ta tưởng tượng như vậy vì những người này trong người họ có điện tử âm quá nhiều nên họ mới nói như vậy đức phật dạy những người trong người họ điện tử âm nhiều thì rất thích tưởng tượng về linh thiêng nên đạo nào linh thiêng là họ nhà vô tu cúng lại cầu sinh vân vân câu hỏi ba của quỳnh thị thu lan tư ngụ cà mau vì sao để tinh luyện uranium hexafluoride uf 6 các nhà khoa học phát hiện hàm lượng đồng vị uranium 235 chỉ là 0,717 phần trăm thay vì hàm lượng trong tự nhiên là 0,720 phần trăm à, ạ thưa chú con xin hỏi thêm câu hỏi về thiền tông như sau những người kiến chấp cứng sẽ trải qua thời gian bao lâu mới phá vỡ được người kiến chấp cứng cần phải làm gì để nâng tần số của mình lên trong giới hạn một đời người ạ à, thưa chú chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3 của Huỳnh Thị Thu Lan. Uranium có nhiều loại, cũng như vàng vậy, sắt cũng vậy. Mình không phải nghề này chỉ biết cơ bản vậy thôi. Nghề chánh của chú là thiền tông. Cháu muốn hỏi gì cũng được, hữu hình hay vô hình gì cháu cứ tự do hỏi. Còn kiến chấp của tính người, công tính thời gian bao lâu phá vỡ được? mà phải kiểm tra tần số điện từ âm dương người này âm nhiều thì không thể phá vỡ kiến chấp của họ được còn người nào có tần số điện từ âm dương dương nhiều thì phá vỡ kiến chấp của họ dễ như ăn cơm câu hỏi 4 của Quỳnh Thị Thu Lan cư ngụ Cà Mau sau khi chú mất người thay thế chú nói tiếp dòng thiền tông có truyền thừa thiền tông không Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của Quỳnh Thị Thu Lan. Chuyện này để thế hệ sau lo. Chú không phải là nhà tiên tri làm gì mà biết được. Nếu chú biết được thì trở thành nhà tiên tri mô hai mét rồi. Thì mất đi chất thiền tông. Thiền tông chẳng luận chẳng bàn. Chẳng đoán biết trước thành người thế gian. Thiền tông chỉ nói rõ ràng lo tạo công đức học đàn về quê quê xưa chốn cũ là quê niết bàn thanh tịnh là quê của mình ngồi đó nói chuyện quyền linh quá khứ hiện tại là mình trầm luân muốn hết trầm luân phải dừng dừng được tất cả luân hồi dừng ngay thiền tông chỉ dạy cho ai ham muốn giải thoát ngay thiền này. câu hỏi năm của quỳnh thị thu lan cư ngụ cà mau sau khi chú mất người muốn được truyền thừa thiền tông cần có những tiêu chuẩn gì người có nhiệm vụ nói tiếp dòng thiền quyết định chọn người để truyền thừa hay là người muốn được truyền thừa làm đơn xin được truyền thừa thưa chú Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi năm của Quỳnh Thị Thu Lan Cháu tưởng chú là tiên tri Cái gì cũng biết còn chi tánh người Tánh người chỉ biết hiện thời Đói ăn, mệt ngủ, tánh người là đây Ngồi đó nói chuyện trên mây Là bị nhân quả kéo thay luân hồi Thiền tông là tu chữ thôi Thôi bàn, thôi luận tôi luôn nói sàm Thiền tông không phải nói sàm Biết đạo thì nói, nói sàm người chê Thiền tông đừng nói lê thê Nói bậy, nói bạ, phải về một sâu Câu hỏi 6 của Quỳnh Thị Thu Lan, Cư Ngụ Cà Mau Nếu phần giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Được phép xuất bản còn phần giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông đặc biệt Không được phép xuất bản Thì thế hệ sau Người nói tiếp dòng thiền có truyền thừa thiền tông không? Thưa chú Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của Quỳnh Thị Thu Lan Phần này cháu đừng có lo xa như vậy Lo hiện tại là tạo công đức Mang trở về Phật giới là đủ về quyển giáo lý, nếu được phép xuất bản thì người đọc hết mê chính Xuất bản được thì tốt, không xuất bản được thì cũng không sao. Đợi Đức Phật sao lo. Còn giáo lý đặc biệt cũng vậy. Chú chỉ là người được Thiền tông Sư Ni Đức Thảo bảo chú công bố ra pháp môn thứ sáu của Đức Phật dạy. Chú đã làm xong rồi. Còn việc xuất bản quyển sách giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền tông đặc biệt chú không quan tâm Được thì tốt, không được thì cũng không sao Câu hỏi 7 của Quỳnh Thị Thu Lan cư ngụ Cà Mau Ozone là một phân tử chất vô cơ với công thức hóa học Không Không được tạo ra khi ánh sáng tương tác với các phân tử nitro oxit Nó là một chất khí màu xanh lam nhạt như thế chú cho con hỏi, tầng khí ozone phía dưới tầng khí nhiệt được hình thành như thế nào ạ? À? Có phải tầng khí ozone được hình thành khi ánh sáng tương tác với các phân tử nitro oxit trong bầu khí quyển tạo nên không? Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7 của Quỳnh Thị Thu Lan Có công dụng che bức xạ tia cực tím của mặt trời để loài người và vật, vật sống trên mặt đất được an toàn. Cháu hỏi hình thành như thế nào? Cháu viết thư hỏi các nhà khoa học không gian mới đúng hơn. Câu hỏi này cháu hỏi sai địa chỉ rồi. Sinh tử mà cháu không lo, lo chi vật lý, mãi lo quên về. Kỳ này cháu chẳng được về, học nghề quá học không về được đâu. Thiền Tông lo học mấy câu, giác ngộ giải thoát dứt câu luân hồi thiền tông lo học chữ thôi tôi tìm tôi kiếm luân hồi mới xong câu hỏi 8 của quỳnh thị thu lan cư ngụ cà mau tầng khí ozone có phải là tầng khí màu xanh lam nhạt trên bầu trời không ạ à? chú nguyễn nhân trả lời câu hỏi 8 của quỳnh thị thu lan tầng khí ozone có nhiều màu tùy theo vùng của trái đất màu xanh dương ở biển màu xanh lá cây ở rừng núi màu vàng ở sa mạc màu ngũ sắc ở bắc trái đất vân vân câu hỏi chính của quỳnh thị thu lan cư ngụ cà mau tầng khí ozone ngoài việc hấp thu tia bức xạ có hại tử mặt trời hấp thu mạnh tia cực tím có bước sóng 200 đến 300. Ngăn chặn bức xạ cực tím mặt trời phá vỡ axit nucleic trong các tế bào sống xâm nhập vào trái đất. Còn có tính năng nào khác nữa không ạ? À, thưa chú. Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi chính của Quỳnh Thị Thu Lan. Tầng khí ozone có hai công dụng. Một là che bức xạ tia cực tím của mặt trời. 2. Khử mùi cháy khét của khí hydro cháy ở mặt trời chiếu xuống trái đất. Câu hỏi 10 của Quỳnh Thị Thu Lan cư ngụ Cà Mau. Các nhà khoa học cho rằng tầng bình lưu có màu vàng nhạt. Thế thì về góc độ của thiền tông mình có phải thế không ạ? À, thưa chú. Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 của Quỳnh Thị Thu Lan. Tầng bình lưu có màu vàng nhạt Nó phù hợp cho các vị Phật phân thân đến ngự Cũng như các vị ở cõi trời Đến dừng chân để vào trái đất Chú Nhân cảm ơn cháu hỏi Tiếp theo là năm câu hỏi của Phùng Thị Thơm Cư ngụ ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh Kính thưa bác Nguyễn Nhân Con tên là Phùng Thị Thơm cư ngụ ở quận Gò Dấp, thành phố Hồ Chí Minh. Con có một số câu hỏi như sau. Xin bác giải đáp giúp con. Con xin cảm ơn bác nhiều ạ. À. Câu hỏi 1 của Phùng Thị Thơm, cư ngụ ở quận Gò Dấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, một hôm đang xem truyền hình, con thấy hướng dẫn viên giới thiệu đến thăm chùa Yên Tử khi phim quay đến đỉnh núi, con thấy tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Một quả trống, một quả chuông, giống y hệt ở chánh điện chùa Tân Diệu. Sau đó, phim quay đến chùa Đồng. Khi nhìn thấy chùa, con thấy rất gần gũi, thân thương, tự dưng con khóc, khóc rất nhiều, rất lâu. Thưa bác, xin bác giải thích cho con vì sao con lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi một của Phùng Thị Thơm. Cháu phải biết hai phần. Một, núi Yên Tử là nơi Đức Vua Trần Nhân Tông khai lập ra Đạo Phật Thiền Tông Việt Nam. Khi Đức Vua ngộ Đạo Phật Thiền Tông, Chùa Thiền Tông Tân Diệu là nơi nối tiếp dòng Thiền Tông của Trúc lâm Yên Tử nên chùa thiền tông tân diệu lấy theo mẫu của đức vua trần nhân tông mà trang trí chùa thiền tông tân diệu như túc Lâm yên tử để đúng với bản gốc của những vị tổ thiền tông hai chùa thiền tông tân diệu có trình bày về sự tích của chùa đồng mà đức vua trần nhân tông cất ra để dạy ông quan văn hóa về sự ngộ thiền tông của đức vua khi cháu nhìn thấy quang cảnh chùa trúc lâm yên tử cháu thấy rất gần gũi thân thương tự dưng cháu khóc cháu khóc rất nhiều rất lâu là cháu đã có cảm ngộ đạo phật tiền tông rồi đó cảnh xưa nay thấy lại rồi trúc đâm yên tử sáng ngời thiền tông thiền tông nay phổ núi sông hồn thiên dân việt cha ông lưu truyền thiền tông loan tỏa ba miền con hồng cháu lạc lưu truyền thiền tông thiền tông làm dậy núi sông việt nam là nước phổ thiền khắp nơi năm châu bốn biển hiểu thời tích ca toàn giác để đòi thiền tông thiền tông xóa sạch tà tông để cho dân việt hết không tin lầm Câu hỏi 2 của Phùng Thị Thơm Cư ngụ ở quận Gò Giáp, thành phố Hồ Chí Minh Thưa bác, cũng trong đêm đó, khi đang ngủ Bỗng dưng con nghe một tiếng nổ ầm bên tai Làm con giật mình thức giấc Và cứ nghe văn giảng bài chú Đại Bi Xin bác giải thích hiện tượng này giúp con Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 của Phùng Thị Thơm Hiện tượng này cháu được vị thần quản lý cháu. Chúc mừng cháu đó. Câu hỏi 3 của Phùng Thị Thơm, cư ngụ ở quận Gò Dấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, trước khi ngủ, con hay mở 36 vị tổ và các giải đáp của bác để nghe. Một hôm, con nghe giải đáp của bác về cõi cô hồn. Sau đó, con nằm mơ thấy hình ảnh ma quỷ rất đáng sợ. Hôm khác lại nằm mơ thấy người thân đã quá cố. Hình ảnh cứ như lúc họ còn sống. Thưa bác, những hiện tượng như vậy có ảnh hưởng đến việc tu học thiền tông của con không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi ba của Phùng Thị Thơm. Những người đã ngộ thiền thì lời cô hồn rất ghét. Nó làm vậy để cháu sợ Khi cháu ngộ thiền tông rồi Thì những chuyện ma quỷ là trù đùa của cháu thôi Những người thân của cháu Họ đã trở lại tu thiền tông rồi đó Những hiện tượng ma quỷ Không làm gì được cháu Không ảnh hưởng gì hết Câu hỏi 4 của Phùng Thị Thơm Cư ngụ ở quận Gò Giáp Thành phố Hồ Chí Minh Thưa bác trong một gia đình, có người anh chết hôm 27 tháng Chạp, người em chết vào mùng 1 Tết. Vậy có phải đó là chết trùng không ạ? À? Có phải do nghiệp nặng không ạ? À? Và khi chết như thế, họ sẽ đi về đâu? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của Phùng Thị Thơm. Không phải là chết trùng, mà đây là nghiệp số của mỗi người người thân của cháu sẽ đi theo nghiệp của họ. Câu hỏi năm của Phùng Thị Thơm, cư ngụ ở quận Gò Dấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, trong một gia đình khác có bốn người con đều chết cùng một bệnh là bệnh gan. Có người chết sau đúng một năm, đúng ngày, đúng tháng. Họ mất khi còn rất trẻ. Có người 30 tuổi Người ngoài 30, người 40 tuổi Có người trước khi chết thì hôn mê Có người thì la lối ôm sòm. Thưa bác Vậy đó có phải là chết trùng không ạ? À? Khi chết như thế, họ sẽ đi về đâu? Tại sao một gia đình mà lại có nhiều người chết trẻ như vậy ạ? À? Con xin cảm ơn bác rất nhiều con kính chúc bác nhiều sức khỏe ạ à. bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi năm của phùng thị thơm tất cả những người sống ở thế gian này đều sống chết theo nghiệp của họ tất cả những người chết đều đi theo nghiệp của họ người chết già hay chết trẻ đều là chết theo nghiệp hết khi tu thiện tông rồi dẹp hết tưởng tượng là phải. Bác Nguyễn Nhân cảm ơn cháu Phùng Thị Thôn ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã hỏi. Bác Nguyễn Nhân Cuối cùng là 6 câu hỏi của nhóm Phật tử Thiền Tông ở miền Bắc. Kính gửi bác Nhân Chúng cháu là nhóm Phật tử Thiền Tông ở miền Bắc. Có 6 câu hỏi xin hỏi bác. Xin bác giúp trả lời cho chúng cháu được rõ thông. Xin cảm ơn bác. Câu hỏi 1 của nhóm Phật tử miền Bắc Thiền Tông Thất Ba Vì Hà Nội Do cụ Phượng làm trưởng nhóm Có tổ chức nhóm chia sẻ học hỏi Phật Pháp Hình thức online Có phải thầy Nguyễn Nhân dạy không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1 của nhóm Phật tử miền Bắc Khi chưa có bệnh Covid Thì ban quản trị chùa Thiền Tông Thương Diệu Có tổ chức hỏi Thiền Tông theo hình thức trực tuyến online nay thì không câu hỏi 2 của nhóm Phật tử miền Bắc ngày 12 tháng 2 năm 2022 có họp mặt ở thiền tông thất nói là thầy Nguyễn Nhân dạy trực tuyến mọi người đến học chúng tôi có đến nhưng không thấy thầy Nguyễn Nhân dạy cụ Phượng nói cụ có liên lạc với thầy Nguyễn Nhân mấy lần nhưng thầy Nguyễn Nhân bận việc có phải như vậy không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 của nhóm Phật tử miền Bắc. Ngày 12 tháng 2 năm 2022, bác Nguyễn Nhân đang ở chùa Thiền Tông Tân Diệu thanh toán tiền cho thợ xây dựng chùa, không có ở nhà. Câu hỏi 3 của nhóm Phật tử miền Bắc. Trong nhóm có người nói là bắt đầu dòng thiền là do Thiền Tông sư Ni Đức Thảo, còn cuối dòng thiền tông là do cô Cao thì Mừng, có phải như vậy không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3 của nhóm Phật tử miền Bắc. Dòng Thiền Tông chỉ ở chùa Thiền Tông Tân Diệu mà thôi, không truyền đi nơi khác. Nơi nào tu Thiền Tông mà thật đúng thì được nối tiếp cầu truyền hình với chùa Thiền Tông Tân Diệu, truyền thiền và giải đáp Thiền Tông. Câu hỏi 4 của nhóm Phật tử miền Bắc. Nếu lập nhóm nghe thiện tri thức nói, kiểm tra thực hiện tốt về mặt trăng thứ nhất, như vậy có giải thoát trở về Phật giới được không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của nhóm Phật tử miền Bắc. Người nào học mặt trăng thứ nhất không giải thoát được. Câu hỏi 5 của nhóm Phật tử miền Bắc. Thưa bác, hôm nay có thiền gia đã gọi Zalo cho con và nói với con là Những điều ẩn ý bác Nguyễn Nhân đã nói rõ cho tôi biết hết rồi và cho phép tôi nói lại cho mọi người trong nhóm Thiền Tông miền Bắc biết Để thực hành cho đúng, cho thuần thục tánh Phật Ngay mọi lúc mọi nơi Chứ đừng phải đợi đến lúc chết mới biết Thì còn gì là tu Thiền Tông nữa Chứ tu theo Thiền Tông mấy năm nay rồi Mà có nhiều người hỏi mặt trăng thứ nhất là như thế nào Còn không biết trả lời Vậy nên Thiền gia đó bảo con đến tham gia nhóm để nghe thiền gia đó nói rõ ẩn ý thiền tông mà bác nhân đã trao cho thiền gia đó, để không đi lạc đường, không trở về Phật giới được. Thưa bác, con mong bác cho con rõ có đúng là bác đã cho phép thiền gia đó nói rõ những ẩn ý mà bác đã trả lời trong các buổi giải đáp thiền tông không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi năm của nhóm Phật tử miền Bắc. Bác Nhân chưa quỷ quyền cho ai nói về Pháp môn thiền tông học này. Câu hỏi 6 của nhóm Phật tử miền Bắc Con đã chăm chú nghe thiền gia và hai Phật gia nói như vậy Con trả lời ngay Tôi chẳng tham gia nhóm nào cả Bây giờ bác nhân còn đây thì cứ nghe lời bác Nguyễn Nhân dạy Theo thiền tông là người phải có trí tuệ sáng suốt Cố gắng tạo công đức trong sáng để trở về Phật giới Tuyệt đối đừng có tưởng Mà tưởng một cái thì bốn ông Phật nữa ra đời cũng chưa gặp được Đừng mong giải thoát con trả lời như vậy có đúng không? Thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của nhóm Phật tử miền Bắc. Cháu trả lời như vậy rất chính xác. Cháu đúng là một người tu Thiền tông rất chuẩn. Đường trở về Phật giới của cháu chắc chắn thành công 100%, không bị ai lừa mình. Bác Nguyễn Nhân, cảm ơn các cháu ở miền Bắc hỏi. Bác Nguyễn Nhân Nếu độc giả nào có thắc mắc về pháp môn thiền tông học này thì gửi Zalo cho một trong hai số điện thoại sau. Số điện thoại 1: 0979 132 855. Nhận câu hỏi thiền tông 1. Số điện thoại 2: 0878 912 953. Nhận câu hỏi thiền tông 2 hoặc gửi câu hỏi qua email về địa chỉ thiền tông 2013 a gmail com về phần câu hỏi xin độc giả vui lòng thực hiện các phần như sau một câu hỏi ngắn gọn hỏi về pháp môn thiền tông học này hai xin nêu tên và tuổi địa chỉ số điện thoại liên lạc rõ ràng ba kèm theo tấm ảnh màu 4 x 6 cm. 4. Những câu hỏi hay được Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu cho phát lên mạng thiềntông.com để nhiều người biết. Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu